Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hacom và lại là mình, Hải Linh đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho mọi người những trải nghiệm và đánh giá thực tế nhất về em chip AMD Ryzen 5 9600X này. Bật mí với mọi người là em nó sẽ lên kệ vào ngày 8 tháng 8 sắp tới nhé. AMD Ryzen 5 9600X là một trong số những bộ vi xử lý tầm trung với 6 nhân và 12 luồng. Xung nhiệt cơ bản của em chip này là 3.9GHz, có thể boost lên tới tận 5.4GHz. Nếu mà để so sánh thì nó sẽ cao hơn so với bản tiềm nhiệm của nó là 100MHz. Dù được tăng xung nhiệt tối đa nhưng TDP của em này lại giảm xuống còn có 65W thôi. Nếu mà so với bản tiềm nhiệm của nó là R5 7600X là 105W thì rõ ràng là nó là một cái thông số tuyệt vời hơn rất nhiều đúng không? Vừa giúp tiết kiệm điện mà hiệu năng không hề giảm mà lại còn tăng lên rất nhiều. Và em chip này thì sẽ hỗ trợ PCIe 5.0 và RAM DDR5 MacBook 5600 sẽ cung cấp băng thông cao này và có khả năng mở rộng tốt hơn cho PC hiện nay. Hiện tại thì đã có rất nhiều những thông tin liên quan đến cấu hình chi tiết của em chip AMD Ryzen 5 9600X này rồi, nên có lẽ là ở video này mình sẽ không nhắc kỹ nữa nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm và có những bài test độc quyền dành cho em AMD Ryzen 5 9600X này nhé. Cấu hình test chi tiết thì mình sẽ để trên màn hình nhé. Setting game của chúng mình thì đang để ở mức cao nhất, có đầu ra FPS khá là ổn định này. Các tựa game khủng như là Forza Horizon 5 hay là Cyberpunk thì cũng không bị drop frame quá nhiều. Điều này sẽ chứng tỏ là không có xuất hiện cái hiện tượng nghẽn cổ chai khi mà chúng mình kết hợp R5 9600X với VGA khủng như là RTX 4070 Ti. Cũng vì cấu hình test đang hơi mạnh nên là chúng mình cũng quyết định là làm thêm một cái bài test mà sẽ không có VGA. Chúng mình cũng thử render hai đoạn video ở hai độ phân giải là Full HD và 4K thì kết quả cũng khá là ấn tượng. Đối với phân khúc tầm trung thì AMD Ryzen 5 9600X có thể coi là một trong số những con chip đáng tiền nhất ở thời điểm hiện tại. Giá thành rẻ này, ít tốn điện mà hiệu năng lại cao hơn rất là nhiều. Nếu như mà anh em đang muốn build một cái bộ PC ở giá thành vừa phải thôi, nhưng mà vừa phải phục vụ công việc này cũng như là vừa phải chơi game nữa. Và đặc biệt anh em cũng không cần phải lo là mình sẽ phải nâng cấp bộ PC của mình lên, bởi vì yên tâm là trong 5 năm hay là 10 năm nữa thì cái bộ PC này cũng sẽ không hề lỗi thời nhá.